Chào mừng mọi người đã đến với kênh Tô Màu của mình. Hôm nay mình sẽ tô màu bức tranh về công chúa băng giá. Mọi người xin mời mọi người theo dõi video của mình để xem mình tô màu bức tranh này sẽ như thế nào nhé. Ok. Chị không có đủ kiên nhẫn để chị tô như em. Trời ơi, sao lại mất mạng vậy trời. Mưa quá, mất hết sao. What? Và đây là bức tranh mình vừa tô màu xong nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Và bây giờ thì xin
Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.